Xin chào các bác và các anh em. Phải nói rằng là có rất nhiều cái điểm trùng hợp ở trên hai chiếc băng số Batty Audio K5000 này. Có một bác ở Hải Dương, trước đây bác có gửi băng số đến cho em căn chỉnh lại. Và bác ấy có mua một bộ mic BBS, một bộ mic BBS đây. Và bây giờ thì bác ấy lại mua thêm một chiếc vang nữa để sử dụng cho một cái bộ hát khác. Thì bác ấy lại đặt một chiếc vang số DK5000. Và một chú em ở thành phố Hồ Chí Minh thì hôm qua chú cũng có thích một chiếc vang số Martell DK5000. Và chú ấy có nhờ em là ghép cho chú ấy một cái bộ mic để chú lấy một cái chiếc vang số và một bộ mic. Thì tại sao em lại ghép cho chú này cái bộ mic BBS S550GS này? Bởi vì bản thân chất âm của chiếc vang số Martell DK5000 là một chiếc vang mà có chất âm sáng, một chất âm sáng đều cả ba dải. Sáng, sạch, chi tiết đều cả ba dải. Còn dòng mic BBS thì nó lại có một cái chất âm mà nó dày dặn ở cái dải trầm và trung trầm. Và nó êm dịu ở cái dải cao. Thì cái độ tương thích giữa cái dòng mic BBS và cái chiếc vang số này thì em nghĩ là có cái độ tương thích rất là tốt. Bởi vì một chiếc vang mà có cái chất âm mà nó sáng rõ, sáng chi tiết, sáng nhưng mà không phải là sáng cứng mà sáng mềm, sáng dẻo. Với một cái bộ mic mà nó có chất âm đồng đều cả ba dải, âm trầm thì dày dặn ấm áp, âm trung thì êm dịu và âm chép thì cũng rất là dịu, nó không chói không cắt. Thì BBS thì nó cũng có một cái đặc tính là về cái vấn đề mà hạn chế rít nó cũng rất tốt, cho nên rằng là khi mà sử dụng với bắt theo đi cái 5000 có lẽ rằng là rất là hợp lý. Và một cái vấn đề nữa là nó có một cái sự trùng hợp về loa. Bởi vì cái bác ở Hải Dương này thì bác ấy có sử dụng một chiếc loa Samsung. Samsung và cái âm bát nó cũng hơi dư một chút. Và chú em ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng dùng một đôi bát 40 hàng bãi Nhật, cũng hơi dư bát một chút. Thế cho nên rằng em trong cái quá trình cài đặt hai chiếc băng số này thì em lại nghĩ là có rất nhiều cái điểm trùng hợp về mic này, trùng hợp về mic, trùng hợp về vang, trùng hợp về loa. Và một vấn đề nữa lại có sự trùng hợp là về vấn đề về tiền nong. Vấn đề về tiền nong tức là cái bác ở Hải Dương này á, thì là khách quen thì em lấy là 3 triệu 9. Thế nhưng bác ấy trả luôn là 4 triệu. Và chú em ở trong thành phố Hồ Chí Minh này thì chú cũng trao đổi là miễn làm sao chất lượng và hay. Còn tiền nong không quan trọng. Nhưng mà cái giá em bán ra cũng chỉ là 4 triệu. 4 triệu đây là chiếc vang rất là đẹp của cái chú em ở trong thành phố Hồ Chí Minh đây. Rất là đẹp. Đối với lại các bác khách mà có những cái tình cảm như thế thì rõ ràng rằng là em phải ưu ái hơn về cái hình thức cũng như là trong vấn đề cài đặt. Và một vấn đề cài đặt nữa thì là em lại chia sẻ với các bác anh em như thế này. Tức là bản thân chiếc vang số Batty Audio K5000 này ấy, kể cả phần nhạc phần mic thì nó rất là hay rồi. Có rất nhiều các anh em mua vang số Batty của em thì rất hài lòng, rất ưng ý. Và có những các bác anh em là phát biểu những cái cảm tưởng mà em cảm thấy là cũng rất là vui khi mà sử dụng cái chiếc băng số Batty House này. Và một cái đặc tính ở trên Batty House này ấy, thì là cái cổng show dao này này cũng 7 dải quay dơ. Và cái cổng main này này cũng 7 dải quay dơ. Cho nên rằng là trong cái vấn đề mà khi mà có các bác anh em, cái nhất là các bác là cũng rất là quý mến Thanh Hồng Audio KTV. Tin tưởng và về vấn đề mà gọi là đầu tư thì cũng không ngại ngần gì. Thì em lại tìm cách để mà khám phá và nghiên cứu thêm. Cũng xuất phát từ cái vấn đề là chú em này và bác này là sử dụng những đôi loa mà nó hơi dư trầm một chút. Thì qua quá trình căn chỉnh thì em thấy rằng là cái đặc tính ở trên cái cổng main và cái cổng giờ là cổng cổng số dao này là về cái chất âm kể cả phần music cũng như là cái phần mic và effect thì nó cũng tương đương. Cho nên rằng là em lại tập trung làm cái cổng sâu dao này. Làm cái cổng sâu dao này. Để mà dự phòng cho cái việc mà như vậy là bác này và chú này. Khi mà cảm thấy chất âm ở trên cái cổng RL mà nó thừa bát. Thì có thể là sử dụng ở cái cổng sâu dao này. Bởi vì cái chất âm phần music ở trên cổng sâu dao chiếc vang số này. Theo em đánh giá là nó cũng tương đương với lại cái cổng RL. Và cái dải quay dơ thì cũng là 7 dải quay dơ. Tương đương với lại 7 dải quay dơ ở trong cái cổng main. Và chất âm ở phần effect và phần mic thì nó cũng tương đương. Chỉ có một điều khác thì về cái dải quay dơ. Bởi vì cái mục đích của người căn chỉnh ấy sẽ giảm bớt về cái phần âm trầm và trung trầm.
đồng thời là cắt ở cái tần số thấp của cái cổng số giao này là cao hơn so với phần main. Phần 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 main thì ở trên chiếc con số này thì không có cắt tần số thấp, không cắt tần số thấp, nhưng ở cổng sâu giao thì có cắt tần số thấp, cho nên rằng là em sẽ cắt lên ở cái tầm cỡ khoảng 6 trên 60, trên 60. Bởi vì nói đúng ra loa full ấy thì là đa phần là ở cái tần số gọi là thấp thì 40, mà nhỉnh hơn thì có thể là 50 cho đến 60, có những cái dòng loa có thậm chí lên đến 65. Tức là cắt tần số thấp ấy. Tức là cái giải tần số mà nhà sản xuất đưa ra về cái giải tần số mà chiếc loa đó nó đáp ứng được cái giải tần số thì thường thường nó nằm trung bình ở cái giải là từ 50 cho đến 16.000 cái 16.000 Hz thôi. Chứ còn nhà sản xuất ghi là 18 cho đến 20 thì việc ghi là ghi thế thôi, chứ còn em nghĩ rằng là loa bình thường như vậy là không đáp ứng được cái tần số mà 18 20.000 đâu, thường thường nó đến 16.000 thôi. Và cái tần số thấp ấy thì thường thường là như vậy là nó cũng cứ nằm phổ thông ở cái dạng là từ 50 cho đến 60. Từ 50 đến 60. Đấy là cái dạng phổ thông, còn cái trường hợp mà xuống đến 40 45 là ít lắm. Loa loa full bây giờ thì xuống đến 40 45 là ít lắm, đa phần là từ 50 trên 60, đa phần là nằm dao động ở cái tần số tầm có khoảng 50. Và ở trên cái cổng sâu giao trên chiếc con số này thì em sẽ cắt mỗi cấu hình thì sẽ cắt ở cái giải tần số thấp thì nó khác nhau, có những cấu hình thì 62, có cấu hình 64, có cấu hình 66, có cấu hình tùy từng cấu hình. Đây các bác anh em nhìn thấy thì cắt tần số thấp ở cái cổng sâu giao này thì nó dao động từ 62 đến 66, thì tùy từng cấu hình sẽ đặt một cái giá trị cắt tần số thấp này. Thì giá trị tần số thấp này nó cũng rất quan trọng khi mà nó đem lại một cái chất âm mà có thể nó sáng hơn, có thể nó bớt âm trầm hơn, có thể sáng hơn. Thì cái việc này là trong quá trình căn chỉnh thì em sẽ thử nghiệm để đưa ra các cái vị trí cắt tần số thấp này, và nó chỉ chênh nhau có 2 cho đến 62 đến 66, chênh nhau có 4 Hz thôi. Đấy, chất âm nó đã khác rồi, chứ không phải là cái việc mà chúng ta thấy nó nhiều âm trầm mà chúng ta lại cắt cao lên đâu, nó lại hỏng cả âm cao nữa, nó liên quan cả đến phần âm trung và âm chiec nữa. Cho nên là cái việc mà khi chúng ta cảm thấy âm trầm quá dư thì chúng ta sẽ tập trung căn chỉnh vào giải trầm và giải trung trầm thôi. Cho nên rằng là cái này thì em chia sẻ với lại cái bác ở Hải Dương cũng như là cái chú em ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là cái vấn đề mà em cũng có sự thay đổi để cho nó phù hợp với lại cái tính chất của cái thiết bị của các bác và anh em đang dùng. Bởi vì là về cái chất nhạc và chất mix, chất FX ở trên cổng main và cổng số giao ở trên chiếc con số này rất là tốt, cho nên là các bác anh em sẽ tùy biến, có thể là kết nối vào cổng main, có thể kết nối vào cổng số giao để như vậy là cho nó phù hợp. Thì cái việc một chiếc vang số nó có nhiều chế độ thì các bác anh em cũng có nhiều cái cách lựa chọn. Cho nên rằng là về cái vấn đề vang số thì cái việc căn chỉnh nó đã phức tạp rồi. Thế còn vấn đề sử dụng nữa thì các bác anh em cũng chịu khó xem những cái video clip chia sẻ của em về cái phương pháp em làm để các bác có thể là nắm được về cái phương thức em làm. Thì khi các bác nhận vang số các bác sẽ nắm bắt được là cái phương thức em làm như thế nào để mà áp dụng theo phương pháp đấy. Và các bác có thể là tùy biến thêm nữa. Thế còn về cái cách làm của em thì nó là một cái phương pháp như thế, tức là các bác có thể tùy biến, có thể là cắm vào cổng RL cũng được và cắm vào cổng sâu giao cũng được. Thì cái chất âm ở trên cổng RL và cổng sâu giao nó có cái sự khác biệt. Về cái FX thì em cố gắng căn chỉnh làm sao cho nó có sự đồng nhất, để khi các bác anh em nếu mà lắp hai đôi chẳng hạn thì có thể lắp một đôi vào cổng RL, một đôi vào cổng sâu giao. Và cái quan trọng nhất, có thể nó khác nhau về cái phần âm sắc nhưng mà riêng về phần hiệu ứng thì em phải làm nó có sự đồng nhất. Bởi vì nếu nó không đồng nhất thì nó trở thành một cái dạng âm thanh mà như vậy là nó lại là hơi lộn xộn, nó mất đi cái độ mà chi tiết sạch sẽ rõ ràng. Thế cho nên rằng về cái hiệu ứng effect thì em cố gắng căn chỉnh làm sao nó cho có sự đồng nhất. Còn nó chỉ khác nhau về cái giải quay dơ và về cái phần âm sắc thôi. Về cái phần âm sắc. Và bây giờ em sẽ thử cái chế độ một ở trên chiếc vang số của cái bác ở Hải Dương này, của chú em thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giờ nó đang đấu vào chiếc vang số của chú em ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ sẽ thử bằng cái mic BBS này, và đây nó là cấu hình số 1 và đang đấu ở cổng sâu giao này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 6 9.
Công hình số 2 này. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 6. Thì thôi em thử hai câu hình thôi. Chứ còn đối với dòng vang số này thì em thử rất nhiều rồi. Có 8 chế độ. Các bác cứ gọi thông qua cái nút mic hoặc nút effect hoặc là nút music. Thì có thể là gọi được 8 chế độ mà em đã cài đặt ở trên chiếc vang số này. Và các bác có thể là căn chỉnh thêm ở cái phần mic, phần music thông qua phím chức năng trên mặt máy. Và tập trung vào cái việc mà cắt tần số thấp, cắt tần số cao. Còn trong cái giải Equalizer này ấy, khi mà chúng ta căn chỉnh nó còn liên quan đến cái giá trị Q nữa. Cho nên rằng là khi mà căn chỉnh thì các anh em phải để ý giá trị Q. Tất cả các cái tần số ở đây khi mà em tăng em giảm thì cái giá trị Q nó cũng có cái sự ảnh hưởng đến cái phần âm sắc. Khi chúng ta thay đổi về giá trị Q thì cái phần âm sắc nó cũng có sự thay đổi. Thì đây nó cũng là một cái chia sẻ của em đối với lại bác ở Hải Dương và chú em trong thành phố Hồ Chí Minh. Và đồng thời thì cũng là chia sẻ với lại các bác anh em mà sau này có mua cái dòng vang số Batty House của em thì các bác anh em có thể là tham khảo về phương pháp của em làm. Em vẫn còn các cái dòng vang số Batty House thì các bác anh em có thể là tham khảo được cái phương pháp em làm. Và cũng khi mà các bác anh em đặt hàng và có những cái nhu cầu, có những thiết bị khác nhau thì em cũng phải nghiên cứu để mà thay đổi để cho nó phù hợp với lại cái tính chất thiết bị cũng như nhu cầu của các bác và anh em để cho nó được tốt hơn.